Kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình thời sự buổi tối đầu tiên của tuần mới. Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 20 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúng tôi chuyển đến quý vị một số nội dung đáng chú ý sau đây. Người dân Xuân La và bài toán đầu ra nông sản mùa dịch. Sức sống mới ở thôn đồng bào Dao, Phiêng Phàng, xã Yên Dương, huyện Ba Bể. Chiều nay tại huyện Bạch Thông, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2021. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy dự hội nghị. Trong quý 3 năm 2021, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện các mặt công tác tuyên giáo, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo tiến độ triển khai nghị quyết, tuyên truyền sâu rộng, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo Tổ quốc, công tác phòng chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí, nắm bắt tình hình tư tưởng định hướng dư luận xã hội. 3 tháng cuối năm 2021, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tham mưu cấp ủy triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt trong phòng chống dịch COVID-19, tăng cường phối hợp giữa ngành tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhân dân quan tâm. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Trung thu, hôm nay đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Cạn đã đi thăm và tặng 4 suất quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đã nỗ lực vươn lên và đạt nhiều thành tích trong học tập tại trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn. Lãnh đạo thành phố ghi nhận biểu dương những thành tích của các cháu thiếu nhi đã đạt được trong năm học vừa qua và chúc các cháu luôn vui vẻ, mạnh khỏe, học tập tốt, tiếp tục là những con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời bày tỏ mong muốn nhà trường và chính quyền địa phương tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là đối tượng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để chia sẻ, giúp đỡ, động viên các em đến trường. Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Đồn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có 186 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.000 hội viên phụ nữ trên toàn huyện. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ các cấp huyện Chợ Đồn đã phát triển mới được trên 1.000 hội viên. Tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo được nâng lên cả về số lượng, chất lượng. Ở cấp xã có 24% chị tham gia cấp ủy, cấp huyện là 13,5%. Nhiệm kỳ qua đã có 390 hộ hội viên thoát nghèo, trong đó có 100 phụ nữ đứng chủ. Phụ nữ toàn huyện còn thực hiện hiệu quả mô hình 503 sạch, nhân rộng tới 20 xã thị trấn, hiến trên 25.000 mét vuông đất, quyên góp được trên 226 triệu đồng và hơn 20.000 ngày công lao động xây dựng các công trình phụ trợ. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ huyện Chợ Đồn phấn đấu hàng năm giúp 250 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, đào tạo hỗ trợ nâng cao năng lực cho 2 hợp tác xã, tổ hợp tác, 3 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Đến cuối nhiệm kỳ có 80% phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người. 80% phụ nữ khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội. Vận động hỗ trợ 5 hộ gia đình đạt tiêu chí 503 sạch, mỗi năm phát triển được 10 hội viên trở lên. Trong nhiệm kỳ, ít nhất 80% lượt chi hội trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng thông qua các hình thức tập huấn. Đại hội lần này đã bầu ra 19 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, bầu 26 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu cấp trên. Đồng chí Hà Thị Khánh, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 17, tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Đồn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay trên địa bàn huyện Chợ Đồn có hơn 800 cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân được nhận giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 13.400 ha. Theo đó, 58 cộng đồng và 750 hộ gia đình, cá nhân thuộc 15 xã thị trấn đã nhận rừng giao khoán. Trung bình mỗi 1 hectare rừng được giao khoán, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ khoảng 400.000 đồng một năm. Các hộ nhận khoán, cộng đồng thôn nhận giao khoán phải phối hợp với lực lượng kiểm lâm và cán bộ lâm nghiệp xã chủ động tuần tra, kiểm tra, tổ chức phát quang để bảo vệ rừng tự nhiên tái sinh. Theo đánh giá của hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn, thực hiện chính sách giao khoán rừng cho các hộ gia đình, người dân đã tập trung phát triển kinh tế, bảo vệ diện tích rừng hiện có, đồng thời chú trọng phát triển các loại cây như mỡ, chám, lát, quế.
Thưa quý vị khán giả, mặc dù là thôn vùng cao, nằm cách xa trung tâm xã với 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, thế nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đầu tư về cơ sở vật chất, cộng với sự nỗ lực vượt khó của người dân, thôn Phiêng Phàng đã từng bước vươn lên thành một điểm sáng trong phát triển các mô hình kinh tế của xã Yên Dương, huyện Ba Bể. Mời quý vị khán giả cùng đến với Phiêng Phàng qua ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Phiêng Phàng nằm dưới chân núi Phía Bióc, tòa thôn hiện có hơn 40 hộ đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Trước đây, Phiêng Phàng là thôn vùng cao khó khăn nhất của xã, giao thông đi lại khó khăn, người dân chưa biết cách làm kinh tế nên tỷ lệ hộ nghèo cao. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào Dao ở Phiêng Phàng hiện đã được tiếp cận với các mô hình dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, tuyến đường liên thôn Nà Pài Phiêng Phàng được bê tông, mở rộng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thì em thấy cái lợi nhuận của con cá tầm cá hồi này nó cao nên là em cũng thấy phù hợp với khí hậu ở trong bản địa mình nên em mới chọn hai con cá tầm cá hồi này để khởi nghiệp. Nếu như trước đây người dân chỉ khai phá đất ruộng canh tác lúa, ngô, sắn, thu nhập không cao thì nay bà con dân tộc Dao ở Phiêng Phàng đã biết cách làm kinh tế tập thể. Phụ nữ, thanh niên được trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất của hợp tác xã. Bà con nhân dân hiện tập trung phát triển trồng rong giềng và canh tác lúa nếp tài, cung cấp nguồn nguyên liệu cho hợp tác xã Yên Dương. Thôn hiện có 12 hộ tham gia trồng rong giềng đỏ với diện tích hơn 9 ha, 32 hộ tham gia trồng lúa nếp tài với diện tích 6,2 ha. Nhờ các chương trình dự án của tỉnh hỗ trợ, người Dao ở Phiêng Phàng tham gia mô hình trồng cây dược liệu xạ đen, đào tạo kỹ thuật, nâng cao tay nghề về sản xuất các mặt hàng đan lát, thủ công mỹ nghệ, kỹ thuật canh tác lúa nếp tài theo quy trình sản xuất hữu cơ và chương trình cải thiện môi trường, di dời chuồng trại chăn nuôi cách xa khu vực nhà ở. Nhiều hộ dân ở Phiêng Phàng hiện đã thay đổi tư duy, mạnh dạn phát triển nuôi cá hồi, cá tầm trên đỉnh núi, thu hút nhiều du khách nơi xa đến tham quan, mua cá và thưởng thức ẩm thực của địa phương ngay tại chỗ. Nhờ sự nỗ lực của người dân, đến nay Phiêng Phàng chỉ còn 15 hộ nghèo, 39 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Trên địa bàn thôn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập khá như trồng lúa nếp tài, rong giềng đỏ, nuôi cá tầm, cá hồi, trồng cam, quýt. Đến thời điểm bây giờ là con đường nó làm xong thì bà con đi lại thì rất là tiện lợi. Đi chợ, đi mua sắm cái gì cũng rất là thuận tiện. Cảm ơn Đảng Nhà nước quan tâm. Hồi xưa thì chưa có đường thì mình đi vác từng bao phân từ nhà đi vườn. Bây giờ là có đường thì bây giờ thì xe máy đi từ vườn là cái này là cái thuận lợi là rất cảm ơn. Ở đây có 12 đảng viên, thế là cứ một nhóm là 3-4 đảng viên để đi nắm thôn, để nắm mấy hộ, mỗi đảng viên là nắm mấy hộ để phân công, ví dụ là không hộ nghèo, hộ nào nghèo không có đất làm thì cứ chia đất cho làm, chia vườn cho làm. Bây giờ như bản thân tôi thì chia một số ruộng cho 1-2 hộ làm, không làm được chia nhau làm để phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo. Thực tế cho thấy để làm thay đổi được cuộc sống của một cộng đồng người dân thì vai trò định hướng và sự đầu tư về cơ sở vật chất của Đảng và Nhà nước là rất quan trọng. Thế nhưng mọi sự quan tâm hỗ trợ sẽ phát huy hiệu quả cao nhất nếu có sự đồng thuận, đoàn kết của cộng đồng hưởng lợi và những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế xã hội ở Phiêng Phàng đã minh chứng cụ thể cho vấn đề này. Hiện nay các xã đang tích cực triển khai các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất giúp người dân nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành tiêu chí số 11 về hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Theo quy định, xã đạt chuẩn tiêu chí 11 đối với khu vực trung du miền núi phía Bắc phải có tỷ lệ hộ nghèo dưới hoặc bằng 12%. Để thực hiện tiêu chí này, thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã vận dụng linh hoạt nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các nguồn vốn khác để triển khai nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đem lại giá trị kinh tế cao, đưa nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị và sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết để nâng cao giá trị sản phẩm cho người dân. Nhờ đó thu nhập của người dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh hiện nay là 18,5%. Toàn tỉnh đã có 31 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo. Thưa quý vị khán giả, Xuân La là một trong những xã có diện tích trồng rong giềng, nghệ và gừng lớn của huyện Bắc Nẵm. Nếu như cùng kỳ năm trước, nhiều hợp đồng liên kết tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm đã được ký, thì nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khiến bài toán đầu ra cho nông sản gặp khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mô hình nghệ hữu cơ của tổ hợp tác trồng nghệ thôn Thôm Mèo phối hợp với Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Cạn triển khai thực hiện với 56 hộ dân tham gia.
Hiện bà con tổ viên đang đứng ngồi không yên, dù liên hệ rất nhiều lần nhưng chưa thấy công ty cổ phần nông sản Bắc Cạn có bất cứ động thái gì lên ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm nghệ thương phẩm của bà con. Đăng ký là 20 ha để làm nghệ hữu cơ cho công ty. Nhưng đến năm nay cũng sắp thu hoạch rồi thì có công ty bây giờ có còn lấy hay không thì cũng chưa có ý kiến gì. Cũng chưa thấy lên làm hợp đồng gì hết. Bây giờ bà con cũng lo thì sắp cuối năm nay thì bán nghệ cho ai được. Công ty là lên lấy nghệ cho chúng tôi thế thôi. Xã Xuân La là xã trọng điểm phát triển diện tích cây gừng, nghệ và rong giềng với tổng diện tích trên 50 ha. Hiện nay đã bắt đầu vào vụ thu hoạch một số loại nông sản như gừng non. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường ở nhiều địa phương trong cả nước, nên sức mua thị trường yếu hơn mọi năm, khiến người dân Xuân La lo lắng. Theo ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân La cho biết, nếu như mọi năm thời điểm này đã có cơ sở nhất thiện, công ty cổ phần nông sản Bắc Cạn, doanh nghiệp Minh Bê ký kết bao tiêu sản phẩm nông sản cho bà con. Nhưng năm nay, xã mới kết nối và ký kết bao tiêu được sản phẩm gừng non. Còn đối với các sản phẩm khác đang liên hệ ký kết. Hiện tại thì trên địa bàn thì có mấy sản phẩm về nông sản như cây gừng, cây nghệ, cây rong giềng, cũng như là quả mận. Riêng thì hiện tại mới chỉ có mỗi cây gừng là có một đơn vị bao tiêu sản phẩm. Và giá cả hiện tại bác đang lên chuẩn bị thu mua đây là 7.500 đồng trên một ký. Nếu mà so sánh với giá của năm 2020 thì giá năm nay nó thấp hơn nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì là đơn vị bao tiêu sản phẩm thì mang đi cũng không tiêu thụ được ngay. Còn cây nghệ và cây rong riêng thì không có ai đến đặt vấn đề bao tiêu sản phẩm. Dù chưa phải là thời điểm chính vụ thu hoạch các sản phẩm nông sản, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc bao tiêu đầu ra cho sản phẩm đang là khó khăn với các đơn vị doanh nghiệp. Trong thời gian tới, xã Xuân La tiếp tục phối hợp tìm các đơn hàng liên kết để tiêu thụ nông sản cho bà con, để bà con yên tâm sản xuất. Thưa quý vị khán giả, hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo hai xã Nông Thượng, Dương Quang, thành phố Bắc Cạn đã đổi thay từng ngày. 19 trên 19 tiêu chí của chương trình được hoàn thành cũng là do quá trình đầu tư, vận động, tuyên truyền tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân địa phương. Hai xã đang tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với xã thuộc khu vực thành phố sẽ có những quy định khó thực hiện hơn so với các xã ở các huyện. Phản ánh của các phóng viên thời sự. Năm 2011, xã Nông Thượng chỉ đạt 5 trên 11 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhưng với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong xã cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, từ 5 tiêu chí địa phương đã phấn đấu thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí vào năm 2017. Cách làm của Nông Thượng là chọn các tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân tiếp tục đoàn kết xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã Nông Thượng đã đạt 13 trên 17 tiêu chí. Tuy nhiên, một số tiêu chí được đánh giá là khó duy trì như tiêu chí về môi trường, tiêu chí về quốc phòng an ninh. Địa phương phấn đấu năm nay thực hiện thành công thêm 2 tiêu chí là tiêu chí thu nhập và văn hóa. Đặc biệt sẽ hỗ trợ xây dựng 3 thôn hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Đối với cái vệ sinh môi trường ấy thì chỉ có quản lý theo cái tuyến đường dọc đường thôi. Nhưng một số hộ vẫn thực hiện tốt, tuy nhiên thì bên cạnh đó thì vẫn một số hộ thì vẫn chưa hợp tác. Cái hội trường thôn ấy thì hiện nay thì là thứ nhất là chưa có sân hội trường thôn cũng như là chưa có sân nhà văn hóa. Và sân nhà văn hóa thì muốn làm sân thể dục thể thao để làm sân bóng chuyền thì cũng rất là khó. Tính đến nay, xã Dương Quang đã đạt 7 trên 17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong các tiêu chí phấn đấu đạt thì tiêu chí số 8 về thu nhập và tiêu chí số 10 về tỷ lệ lao động có việc làm được địa phương đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp cụ thể về sản xuất nâng cao thu nhập như hỗ trợ thực hiện các dự án sản xuất, mở rộng diện tích cây rau màu các loại và trồng cây ăn quả theo quy hoạch, phát triển dịch vụ, lao động xuất khẩu, lao động ở các khu công nghiệp. Nên thu nhập bình quân đầu người đã được nâng lên qua từng năm. Địa phương cũng đã triển khai một số dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Triển khai một số mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn để người dân trực tiếp tham gia sản xuất. Tính đến hết năm 2020, xã Dương Quang có 3 trên 9 thôn đã thực hiện hoàn thành nông thôn mới, gồm Bản Pẻn, Nà Ỏi và Nà Dì. Năm 2021 tiếp tục đăng ký phấn đấu thực hiện hoàn thành thêm 2 thôn. Tuy nhiên còn rất nhiều khó khăn cần sự nỗ lực cố gắng của địa phương và người dân. Hôm nay thì đăng ký 2 thôn,
thì cũng khó khăn là đối với một khu dân cư thôn Bản Bung thì hiện nay là nó còn khó khăn về cái tiêu chí sản xuất theo chuỗi liên kết là một, thứ hai là về cái môi trường thì ở chỗ là hiện nay thì cũng đang xây dựng cái phương án là sẽ triển khai cái làm cái mô hình về cái phân loại rác, tức là sẽ sử dụng cái thùng rác hai ngăn, một cái loại là hữu cơ, một loại là đất thải khác thì để vận chuyển đi xử lý. Còn thì qua kiểm tra thì đối với xã nông thôn mới nâng cao thì hầu hết là xã cũng đã triển khai đầy đủ các kế hoạch, lộ trình thực hiện chi tiết từng tiêu chí, trong đó đặc biệt là xã Nông Thượng là cũng đã có những cái tiêu chí mà có đầy đủ các hồ sơ minh chứng về xã nông thôn mới nâng cao. Còn đối với các thôn ấy thì hầu hết là các thôn cũng đã xây dựng được cái kế hoạch lộ trình để thực hiện thì chưa có những cái hồ sơ minh chứng. Để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp ngành thì sự đồng lòng quyết tâm của người dân là yếu tố quan trọng. Bởi chương trình xây dựng nông thôn mới là một quá trình không có điểm kết thúc, chính quyền và người dân cần luôn nỗ lực cố gắng để xây dựng bộ mặt xã nông thôn mới khang trang và làm cho cuộc sống người dân ngày càng đổi thay theo hướng tích cực hơn. Công ty bảo hiểm Nhân Thọ Chapline vừa chi trả 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp cháu THA, tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn tử vong do đuối nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện công ty đã đến nơi thăm hỏi động viên gia đình khách hàng sớm vượt qua nỗi đau mất người thân. Đồng thời, gia đình khách hàng cũng được công ty nhanh chóng tiến hành giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong thời gian nhanh nhất kể từ khi gia đình khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm. Việc mất đi người thân là không gì có thể bù đắp được. Song hy vọng với số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm nêu trên sẽ là khoản hỗ trợ tài chính kịp thời giúp các thành viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt, vươn lên, ổn định cuộc sống. Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, tỉnh Bắc Cạn đã triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2021. Để tham gia cuộc thi, các thí sinh truy cập vào cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Cạn tại địa chỉ https://pbgzpl.baccan.gov.vn. Sau đó click vào banner link cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và chọn đăng ký tài khoản. Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu, cho đó có họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân. Sau khi điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, thí sinh chọn nút bắt đầu làm bài để làm bài thi. Lúc này hệ thống mới tính thời gian làm bài. Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả mọi công dân Việt Nam có độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Trong ngày hôm nay, một số cơ quan đơn vị trong tỉnh đã phát động đến tất cả cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi này. Được biết, thời gian diễn ra cuộc thi là 30 ngày và sẽ kết thúc vào 8 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2021. Hiện tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Bắc Nạm vẫn còn cao. Do đó, huyện đã ban hành kế hoạch về công tác truyền thông dân số từ nay đến năm 2030. Trong đó, công tác truyền thông sẽ được triển khai trong hai giai đoạn, cụ thể là giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030, với những mục tiêu rõ ràng như đến năm 2025, 85% các cặp vợ chồng nam nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con, quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt, lợi ích của thực hiện các biện pháp tránh thai và đạt 90% vào năm 2030. Đến năm 2025, 80% các cặp vợ chồng nam nữ trong độ tuổi sinh đẻ sẵn sàng chấp nhận thực hiện kế hoạch hóa gia đình và đạt 85% vào năm 2030. Để hoàn thành được những mục tiêu này, huyện Bắc Nạm cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành và đặc biệt là sự tham gia vào cuộc của mỗi người dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.